Dạ, Thái xin kính chào cả nhà, Thái xin kính chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, hiện mình đang có mặt tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Dạ, hôm nay Thái vô thăm chú Tám của nghe cô chú anh chị. Dạ, con chào chú Tám. Bữa nay khỏe chú Tám? Khỏe. Dạ, hôm nay con đi con có cái vô đây con có cái món quà này tặng cho chú Tám nè. Dạ, cái này là mật nho chứ không phải là rượu nghe chú. Cái này khi mà chú uống chú pha vô một ít nó tốt cho sức khỏe lắm, lưu thông máu huyết được á. Dạ. Hôm nay mình có cắt gió không chú Tám? Có. Chú cho phép con máng này cái ha. Dạ. Hôm nay được nhiều không? Hôm nay là cái ngày á cô chú anh chị là mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 10 là cái ngày cá gà. Phải không chú Tám? Dạ. Rồi cá gà năm nay mình làm có lý không? Năm nay mặc dầu nước nó lên trễ chứ kéo cá nhiều lắm. Dạ. Cũng tương đối như mỗi năm vậy á. Tương đối như mỗi năm ha. Dạ. Thì hôm nay có cái món quà này gửi cho chú Tám ha. Dạ, cảm ơn cháu. Dạ. Dạ. Chia sẻ nhau. Dạ. Thì hồi sáng tới giờ mình có kéo không chú Tám? Cũng có kéo lại gai đó. Cá. Dạ. Cá nhiều không? Nhiều lắm đó. Nhiều lắm đó ha. Đủ thứ hết trơn đó. Dạ. Chú nghĩ dở rộng lên coi thử. Dạ, để con coi thử nha chú Tám. Đủ thứ cá luôn. Đủ thứ cá luôn nè bà con cô bác ơi. Nó lần nào đi vô đây cũng có cá đó. Đây. À, dở thử lên coi. Nè. Ồ, nó cá bự không, cá gô phi, cá chài vinh nè. Nó bên đây là gô phi á. Rồi vừa dưới một mớ cá trắng. Nè, nó cá trắng, cá gô phi. Bên cái rộng nhỏ này. Bên rộng nhỏ đó cá heo. Bên rộng nhỏ này cá heo. Cá này mới ngon nè, cá này kho tiêu là hết sảy rồi chú Tám. Cá nhỏ này kho tiêu là hết sảy. Còn bên rộng bên đây. Bên đó cá linh. Bên đây cá linh ha. Cá linh nó nổi đầu nè. Quá đã luôn. Rộng nó bự lắm, dở lên xa chứ. Xa lắm ha. Nè. Nhảy xôi xôi rộng bự nhưng mà nãy hai nó mờ nữa không thấy. Hồi sáng tới giờ là mình kéo là mình bán được bao nhiêu ký rồi chú Tám? Sáng bán chắc cũng khoảng 40 ký rồi. 40 hả? Vậy là nó cũng trên như ngày thường, nhưng hơn ngày thường chút đỉnh thôi ha, chứ nó đâu có hơn nhiều đâu. Không, tại vì bán hai buổi. Hai buổi, một buổi 40 ký, hai buổi. Buổi chiều gần 20 hả? Buổi chiều 20. Buổi sáng. Sáng. Buổi sáng 40. Và tất nhiên là mình thức sáng đêm rồi mình kéo hay sao chú sao? Chú Tám. Mình thức ha. Thức kéo. Sáng đêm luôn. Thay phiên. Thay phiên. Bả kéo tới 9 giờ. Bả kéo tới 9 giờ tối. Còn chú Tám kéo tới sáng hay sao? Tới bây giờ luôn nè, gần vẫn thức luôn. Tới bây giờ vẫn thức vậy luôn. Vậy phải đi rồi có nên nhà. Dạ, vậy là ban đêm là mình kéo cá nó nhiều hơn hay sao chú Tám? Ban đêm cá nó nhiều hơn, chứ mà có ghe xuồng rồi chạy khỏe lắm. Tất nhiên là ghe xuồng đi ngang đây nè, mình phải canh ha. Canh khi mà có ghe đến thì mình phải kéo cái gió này lên để cho ghe nó qua. Vậy đó chứ. Dạ. Thấy vậy chứ xà lan cỡ đó vậy chạy qua lợi không đó, chứ không phải nhỏ đâu. Dạ, cái sông này nói chung ra thì nó cũng sâu cho nên là xà lan nó qua lại nhiều. Dạ. Hôm nay vô là chia sẻ với bà con nghe, giới thiệu với bà con là cái nghề gió càng của chú Tám. Rồi bây giờ là sáng tới giờ là mình buồn ngủ rồi đó hả? Đến chút xíu ngủ đó. Dạ. Rồi thím Tám đi bán cá thường thường mấy giờ vậy? Chút hên thì tiếng ngồ tiếng ngoài, còn xui thì 2 tiếng. Cái gì bán cá mà cũng có hên xui nữa hả? Người ta lợi xe chạy ngang á, bắt đầu gặp bao nhiêu cũng hết nhiều à. Cái gì đó ha. Vậy là hên. Dạ. Còn không gặp xe chạy thì ngồi lâu lâu chút. Ngày nào cũng bán vậy hết đó ha. Ngày nào cũng bán. Dạ. Vậy chứ bận gì vậy. Giờ có... kéo lên thử rồi bây giờ kéo lên thử ha, đừng có dính cá chép như bữa đó. Dính cá chép bữa đó thả luôn hay sao chú Tám? Đây chú Tám sẽ kéo lên nghe con cô bác đâu đó. Mình kéo được con gì ăn con nấy mà. Thì vậy đó hả? Được con gì là mình ăn con nấy luôn. Đủ thứ cá luôn hả chú Tám? Có khi nào đó tới giờ có khi nào dính con nào mà bự 5-7 ký gì không chú Tám? Bữa đó chạy con cá hô chắc có nói rồi hả? Chưa, cá hô chú Tám nó khoảng 1 ký gì vậy? Đâu, 2 ký lô chín. 2 ký lô chín con cá hô ha. Dạ, dạ. Đây. Mới hôm này chạy được 2 con cá tra nè. 2 con cá tra bự không chú Tám? 2 con được 3 ký. Ồ, vậy là 1 con 1 ký rưỡi là bình thường ha.
Dạ. Là thất cá nhỏ đó. Cá nhỏ. Dạ. Đó. Dạ, hết. Ít chạy à. Ít. Đó, 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 đó. Ít chạy à. Ít chạy. Chạy kéo có hai chút hai thao đó đó chứ không phải một lần là hai thao ha. Ờ, chút hai thao này là... Dạ dạ. Dạ. Thì ở đây mình có bông điên điển không chú Tám? Đi dài đó. Ờ dài đó có bông điên điển luôn ha. Ờ đi đó. Dạ thì bây giờ chú Tám chú Tám căng cho con nửa ký cá linh này đi rồi con đi bắt bông điên điển. À, con đi ngắt bông điên điển ha, bà xã mới ngắt bông điên điển rồi về rồi về rồi chú cháu mình nấu canh chua bông điên điển ha. Dạ cá thì mà chắc cứ lựa bên đó cá bự, cá bên đây không phải ăn cá linh hơn thì cá linh mà nãy cũng có rộng bên đó đó cá linh vậy ha. Rồi bây giờ mình bắt cá đi chú Tập, bắt cá này ha, bên đây hay gì ăn tới dở lên coi à, bên đây kiếm sao cá. Mà con phái cá nhỏ hơn. Cá nhỏ thì thích lên đây. Cá nhỏ nó không có xương. À nó có dòng có dòng thấy bắt hai ba con cá trà vinh đi chứ đặng mình nướng đi. Ha, cá trà vinh này nướng nó làm gì ngon. Nó thì nướng mà ngạt đốt lửa than trước chứ. Dạ dạ. Nè Thiên để đây đi. Để đây ha. Rồi, đây cá nè, ủa bà cô chú ơi. Nướng gỗ lụm lụm ha, lụm cá linh ha. Cá trà vinh mà. Nè nè. Đó, một con cá trà vinh đẹp đẹp đó, nhảy không được đi chảnh đi chảnh đi chảnh lấy cái vợt chảnh đi có cái vợt ha đó cái vợt chỗ cốt cành na đó. Dạ ủa cái thùng cái vợt cái thùng đây cái vợt chắc ăn hơn có cái vợt cho nó chắc ăn hơn. Đây cá linh luôn cá trà vinh bự cá trà vinh luôn đó. Lựa cái con cá trà vinh bự. Ồ cá trà vinh nhóc. Đây 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 con này mới ngon nè. Đâu? Con này nè. Ồ con này mới ngon nè, nó. Con đó nó mới... Con đó con này là kêu trà vinh đó hả? Đâu phải đâu, con cá vảnh nè. Ờ cá này cá vảnh mà, đâu có cá trà vinh. Dạ. Lựa coi con gì. Dạ. Lựa con này ăn được cứ bắt tự do. Bắt mấy này đi. Có mấy kệ con nhỏ nhỏ đi. Ha. Lựa con bự ăn thôi. Lựa con bự ăn hả? Đó. Lựa con bự ăn ha. Dưới nhà lựa con bự ăn. Cái trà vinh, cái rảnh đồ nhiều lắm. Không qua đừng ăn cá linh, qua linh nhỏ xíu mà ăn. Cá linh nhỏ xíu hả? Vậy dẫn. Là ăn cá này luôn hả? Ăn cá bự rồi đi. Nó chết nè. Con chết, con nào chết thì bỏ. Ừ, chơi con nào chết liền vô. Đâu bỏ được. Không dễ gì bỏ mà đi, bỏ lại. Cá nó mập nè. Nó uống nù không? Đã ăn mà bây giờ là phải lựa. Lựa vô chỗ điểm mà ăn là phải lựa mới được. Đó. Đây đây còn đâu nè đó từ thứ này nè à, thứ đó nướng là hết sảy rồi, rồi dư rồi phải không dư rồi dư rồi dư gì mà ngạt con cái ăn không hết đó chứ ăn hết hả ăn hết mình bằng mình phải khô. Cái này, rồi 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 để xuống đi đó nó có mấy cái nhỏ đó. Thôi ăn cá bự. Ăn cá bự hả? Rồi chú Tám ăn cá bự nghe cô chú anh chị. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ lên sẽ mang. Sẽ phần nữa mình sẽ nướng. Còn phần nữa mình nướng, sẽ nướng. Nấu canh chua. Nướng thì gì à? Nướng hay là kho? Trời ơi kho ăn gì? Nướng dạ, nướng mới ngon ha. Nấu canh chua mới ngon ha. Ừ còn mới nấu canh chua chứ dạ, nấu canh chua với nước. Rồi mời bà con cô bác cùng đi với mình nha. Bữa nay vô nhà chú Tám cho một bữa nữa. Vậy nước này nó sắp giật rồi hả chú Tám? Giật rồi, giật nhiều lắm. Ờ, cái chỗ này là cái chỗ khu vực này là nó ở trên đồng này có cá không chú? Trời nhóc, 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 nhóc. Thì cá giờ, cá nhiều luôn á hả? Ừ, mà đều cá, mà cá này giờ ít rồi, giờ mà cá gô với cá sặc, à, với cá lóc. Chủ yếu cá gô, cá sặc, cái cá lóc ha. Mà nước cạn cạn này hình như là không có còn cá lóc đâu chú. Trời ơi, nhóc, nhóc, nhóc. Nhóc luôn hả? Mình không có giờ bắt được nó, à. Mấy con đẩy nó lụm liền con, chứ à. Con lớn lớn vậy nè. Dạ lớn đẩy trên đồng này ha đẩy con ha. Ừ dạ rồi bữa nào ai đẩy chú Tám đặng con biết đặng con đi theo con bắt cá con mấy coi nhau bữa nay không thấy chứ nó chạy lên xuống chứ vậy đó ha mắt nó vô kêu dạ, dạ. Cái địa điểm cái trại này là của chú Tám này cô chú anh chị thì hôm nay đi có bà xã nữa bà xã sẽ đi hái bông điên điển với mình ha giờ nướng gì
Dạ, nướng, nướng tôi đốt than, nướng phần nữa, nếu mình nướng phần nữa mình nấu canh chua phần nữa đi chú ta ha. Trời, quá đã luôn, hết sảy bà bảy luôn nha bà con cô chú. Trời ơi, giờ quyết định nướng với hòn nướng thì tao đốt dạ, lửa dạ. Củi lên một hồi nướng nó vàng tư liền, có gì đâu. Dạ thì hai vợ chồng Thái đã thấy mấy cây điên điển nó mọc ven đường rồi nè cô chú anh chị. Thì phía sau lưng đây, sau lưng là một cánh đồng nước nổi, có điên điển nó mọc. Lúc xưa thì nó mọc nhiều lắm, còn bây giờ thì nó mọc ít. Bắt đầu là mình như bà xã sẽ hái bông điên điển ở mép dưới là nó có luôn rau muống, rau muống luôn. Thì bà xã sẽ hái điên điển rồi mình sẽ hái rau muống nha bà con cô bác. Điên điển này làm được rất là nhiều món ngon, nấu canh chua nè, xào với giá nè, rồi bún riêu nè, bún riêu bông điên điển nè, bún riêu bỏ bông điên điển vô ngon lắm. Ăn mì gói cũng ngon. Nói chung bông điển dễ ăn. Đây. Này, tay dễ sống quá ha bà con cô bác. Đó cây. À, tại vì điên điển này cái mấy bông này ít người ta bẻ đó, cho nên là nó ít bông, chứ mình điên điển mà mình bẻ càng nhiều thì bông nó càng nhiều. Không bẻ để lâu hết nó trái nó ra trái già. Để nó già nó ra trái luôn. Trái bông điên điển nè. Trái. Ta nói trái non cũng xào ăn được đó anh. Ừ, nó hơi nhẵn. Mình sẽ hái thêm một mớ rau muống nữa nha bà con cô bác. Rau muống ở đây là rau muống thiên nhiên, muống đồng. Tự mọc. Tự mọc đọt nó bò nó phủ phủ đọt nè. Ngon, ngon ghê. Đọt nó phượt 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 phượt. Ngon. À. Phượt đọt quá non rồi. Màu không? Được một nắm rau muống, còn một nắm điên điển nữa. Đó là mình đủ được một cái nồi canh. Qua đây còn một mớ đọt non nữa nè. Bên đó còn một cá nhiều lắm. Chút nữa mình qua bển mình hái thêm một mớ điên điển nữa. Quá non này. Đây, một nắm rau muống. Thế là muốn đủ nồi canh rồi đó. Rau muống điên điển. Không dòm tới luôn. Cá yeah. Bự không dòm luôn. Đừng có ăn. Ăn cá ghét rồi, quá ngán rồi cô chú anh chị.
khi mà mằng cá cái gà nó bu lại nè. Tính cho nó ăn. Tưởng cho nó ăn nè. Mà khi mà mằng cá là nó có ăn. Dạ thì cá bây giờ đã mằng sẵn rồi nha, sạch rồi này nha. Ồ, nhìn ngon rất là hấp dẫn luôn chú. Sao Tám ơi. Sợ hấp rồi vậy? Dạ. Rồi để lên đi được rồi. Dạ, lúc này... dạ cái đây là một gỗ rau muống. Nó đây là bông đường điển. Thì phần nữa mình sẽ nướng. Trời ơi nhìn hấp dẫn không? Rồi phần nữa mình sẽ nấu canh chua bông đường điển. Trời ơi. Chú Tám nấu canh chua xài. Canh chua xài được không? Thôi, cái đó nướng là mắm xài á, nướng vô là hết xảy. Ồ, ừ, cái này nó già chú lắm rồi. Nãy sợ ăn không hết. Trái vậy không đó. Đó. Mà nó nùi nùi á chứ không phải mà đâu. Trái nùi nùi luôn á hả? Ừ, không ai ăn nó rụng chân. Ừ. Bả năm 12 tháng có cây xài bả có ăn đâu. Cái chua lắm ha. Chua cũng thường. Bả đỡ cho vui vậy thôi ha. Đối với mấy người không ăn xài chứ có người ăn xài là nó không. Có ừ. Người ăn xài hả? Ăn xài là nó không có chua. Nướng thêm hai con nữa đi em, hai ba con nữa đi, nướng nhiều xíu đi. À, nấu canh chua chút xíu đi. Không ăn. Con có ăn đó. Dạ. Ăn đi nha. À, đợt này có cá bự. Chuyến này có cá bự rồi. Nướng hết đi, để làm gì? Chua. Trời ơi, hai món luôn hả? Hai món luôn. Cá này kho thì ông Tám không chê. Ông Tám ông không có ăn cá nào chê. Ông chê chứ. Nói gì đi. Tại vì ông quá ngán rồi không? Ông quá ngán rồi. Nướng thêm con nữa đi em. Canh chua khoảng 3-4 con được rồi. Cho nó có cái hơi là được rồi. Quan trọng là cá nướng nè. Ăn nó mới ngon nè. Khoai cá nướng nè. Đó. Còn cái đắng đống đống nữa. Dạ. Rồi bà con cô bác nào có về An Giang chê thì chơi thì dắt vô chú Tám nha. Có cái gió là lúc nào cũng có cá hết á. Ít nhiều thôi à. Ít nhiều thôi à. Cá nướng ven sông. Mỗi lần mạnh mạnh cho mình đó ha, hái ba cái bông xài ở đó. Dạ. Ta nướng ngon được lắm đó. Vậy đó hả? Ôi ôi cá nướng nó ngon nè. Đó. Quá hết sảy bà bảy luôn á. Chú Tám ông làm ông kê ba cục đá ông để dành ông nấu. Để nướng luôn. Đó. Cá nướng xong rồi mình sẽ nấu thêm nồi canh chua nữa nha. Ông anh bên đây ông đang cua cây. Chú Tám đi kiếm gạo. Kiếm gạo để nấu canh chua. Dạ, giờ cá mình nó chín hết nè, giờ sẽ gấp lên, dĩa. Trời ơi, cá nó mập rồi, bụng mỡ rồi. Ngon là trời ơi. Trời ơi, đã. Quá ngon. Ồ. Cá quá mập chú Tám ơi, con nào con nấy mỡ không thôi kìa. U nu. U nu. Thịt không hả? Thịt không, quá ngon. Cá ngon. Trời ơi. Cá nướng này là hết sảy rồi.
Thứ gì chịu nổi thứ này? À. Ngon kìa. Rồi để nó nằm nằm ở ngoài đi cho nó nóng nóng. Mình đem lên bao nhiêu vậy thôi. Cái đầu mình nấu cành chua xong, mình sẽ thưởng thức cùng với chú Tám nha. Ôi, ngon. Hấp dẫn à? Chín rồi đó hả? Nấu mình dạ. Ngon hơn rồi. Đó, chú Tám ơi, quá ngon. Cá này mà nướng nóng nóng vậy nó ngon. Đó, thì bây giờ là cái dĩa cá đã nướng xong rồi cô chú anh chị. Thì cái dĩa cá này không có cái chỗ nào chê hết. Con nào con nấy ú nu. Theo mình được biết thì con cá này là con cá đồng. Thì cho nên là cái thịt nó rất là ngọt mà cái xương nó rất là mềm. À, thì bây giờ ông Tám sẽ đổ vô luôn điên điển nha. Lúc nãy là điên điển mình với bà xã mình đi đi lặt. Đó, điên điển. Thì ở trong quê thì quý bà cô chú cũng thông cảm nha. Hay dùng trong nồi vậy nè cho nó nó nóng mà cho nó dịu chút cho nó nóng nó ăn nó ngon. Đó, nguyên một nồi luôn nè. À, đây là có là điên điển nè. Để miếng rau cho nó thơm. À, để miếng rau thơm nữa hả? Trời ơi, nấu canh chua đúng bài luôn không Tám? Trời ơi, thấy chưa? Đó, canh chua này là đúng bài luôn. Nồi canh chua bông điên điển nha. Điên điển này do là sống mình ăn cũng được, mà chín mình ăn cũng được, cho nên là chú Tám không bỏ vô sao. Đó, quý vị nhìn nè, đó, thấy chưa. Lên nè, con cá nào. Nè, nè, con cá nè. Đó. Đó. Thấy không? Con cá đầm nó ngộ vậy đó, cái dãy nó mềm, mềm mập, nó ngon lắm. Đó. Đó. Bây giờ đã chín rồi đó. Trời ơi, nó ngon cái nồi canh chua với cá đây đó. Trời ơi, ngon quá ngon rồi. Con cá để mình gắp con cá lên nữa chứ, để chút nữa con cá nó bị gã đó quý bà cô bác, cho nên là mình phải gắp lên chứ, để là nó gã mình ăn nó sẽ không có ngon, và nó dính xương vô mấy cái rau nữa. À, nhiêu đây là một nồi canh là ăn không hết rồi. Lâu lâu vô ông Tám chơi vui nha. Ba con. Rồi ok. Đã quá đã. Là gấp ưu tiên cho chú Tám con ngon nhất nha chú Tám. Rồi. Đây tới bên đây mình để mình thưởng thức thử làm sao nghe bà con cô bác. Trời ơi đã. Chú Tám ơi, mời chú Tám ơi. Vô. Đã dữ vậy trời. Rồi, chén mắm đây ha. Rồi. Thấy con có ớt trong. Chấm miếng nước mắm nha, chấm miếng nước mắm nha. Trời ơi. Còn gì bằng. Con cá đồng ngon. Cái xương nó có xương nhiều vậy. Còn gì của ta tám của. Cái xương nó ngon. Đúng. Đâu con cá đồng cái xương nó mềm hơn chú Tám, cho nên là mình nhai xương được nó luôn. Nhiều con cá là ta bắt còn ta gọng là 1-2 ngày á. Con nó cứng. Con cá nó sẽ cứng xương, nó sẽ không có ngon. Ngộ rồi á. Con cá này ngon nè. Nhìn nè. Đã. Ngon rồi. Quá ngon à. Canh chua, bông điên điển, rau muống, cá đồng. Trời ơi. Mời cả nhà nha. Tám nấu canh chua me ngon quá ông Tám. Canh chua me luôn. Me nhà mình luôn hả ông Tám? Me mình nè. Ông Tám có cà me của chú anh chị. Đó, rồi bẻ me bẻ luôn. Ngon quá. Rồi thứ gì chịu nổi thứ này. Quý bà cô bác nha. Đúng, cá đồng ăn ngon quá.
Thôi bắt cái sông lên nó ngọt tay. Ừ, sông ngọt hả? Cá mới bắt lên. Bữa hai bữa ăn nó không ngon bằng. Mới bắt lên. Mới bắt lên. Béo. Cấp tới giờ là mình thử vậy rồi không có. Hồi xưa tới giờ luôn. Mình có thử không? Mình có thử con cá nhốt 2-3 ngày với con cá mình ăn liền không? Sao không trời? Mình nhiều khi mình ăn không hết đó, rồi mình gọng lại đó, 2-3 ngày sau mình ăn, bắt lên ăn nó chớ quớt, rồi cái bữa đầu cái bắt lên ăn nó ngọt cái gì không? Nhiều khi bữa đầu mình ăn mình cũng sợ vậy đó không? À, nhiều khi bữa đầu mình ăn nó ngán, bữa sau mình gọng lại ăn nó cũng ngon á. Dạ. Chú Tám vui lắm bà con. Dạ. Do vô đây thì chung cũng đồng quê cô chú anh chị. Chú Tám thì chủ nhà nhiệt tình thì mình không thể từ chối được. Dạ, đối với chú Tám một hai ly ha. Mà quý bà cô chú à, nặng quá. Được, ngọt ngọt. Gùm lắc đầu, ngọt ngọt ha. Chú Tám sao cũng được hết không? Được ra. Còn mẹ ngoài thì ngon quá bà con ạ. Miếng canh chua. Này cũng trong đồng với bà con cô chú cũng thông cảm ha. Dạ tại vì dùng chung một cái nồi. Dạ. Thường thường lẩu thì để trong nồi vậy mới phải chứ đâu có muốn có được. Dạ. Lắm mấy đứa nó đi đem thang theo. Dạ. Nó bắt lấy cái dĩ này cái lấy mấy cục gạch nặng đem nặng mấy đứa. Dạ. Đem lên nướng nặng tại chỗ luôn. Dạ. Vậy mới ngon á. Tại vì mình quen với chú Tám rồi con cô bác. Cho nên là chú Tám kêu thôi về chạy đi. Cho nó dễ. Mà ý con nãy là muốn đằng cái gió. Ngon quá chú Tám. Cũng được. Đúng được. Có điện, kéo tận điện đắng có điện. Có điện luôn ha. Dạ. Trời ơi cá nó ngon. Sao con nào con nấy nó mày mập thôi chú Tám. Mở nè. Trời ơi mở. Sao ở đắng, ở chạy đắng. Dạ. Chuyến sau nữa nha. Trứng này vô Tám hạng lại chuyến sau nữa. Trời ơi. Mỡ ngon. Trứng ngon lắm này chú Tám. Mời cả nhà nghe. Ngon lắm đấy. Ngon không? Ngon miếng này. Ngon ăn đi tôi uống vô. Dạ. Vô. Canh chua, nước canh chua cũng ngon. Thợ nấu ở ngoài thành phố đó ông Hương. Vậy hả? Không tầm thường đâu. Ở trong thành phố nó ngược quấn chích mẹ chạy ra ngoài thành phố nấu. Nấu nó ăn không được nó quấn hả? Quá ngọt. Như là con cá mà mình nướng nó ngọt nó cũng có một cái nó chút lắm. Nhất nướng rồi nhiều chiên, tam xào tứ luộc. Vậy đó hả? Ừ. Cá ăn thôi thì cũng vậy. Còn mới nghèo. Nhất nướng nhiều chiên, tam xào mới tứ luộc. Tứ mới luộc ha. Ngon. Nhất nướng nhiều chiên, tam xào tứ luộc. Là nhất nướng nhì phân, tam cần tứ giống. Còn chú Tám thì làm nghề con cá thì nó khác. Đỡ thiệt. Nước mắm này là nước mắm mà nấu nhà luôn hả Tám? Nấu nhà đó. Dạ. Năm rồi ủ tứ phi nữa kìa. Dạ. Hết lưu hết thủ năm rồi đâu mừng. Bán mùa rồi còn bán ế ủ được 18 khạp. 18 khạp. Còn có bán nó mắm không Tám? Có. Có luôn hả? Bán nấu để nó bán kìa. Nên là mình bán làm sao?
lít á. Nó mà tao muốn mua tao liên hệ sao với mình để mua. Hả? Người ta mua mấy ở sớm nè, rồi nào ta không nấu đó, người ta mua. Còn mấy thằng chủ dịch nó về nó mua lần 10-20 lít gì đó. Vậy ha. Em theo nó chạy đồng đó. Chạy đồng nó ăn. Dạ. Dạ, nó mua cũng 3-8 không à. Dạ. Là một năm là mình nấu khoảng bao nhiêu lít? Nấu à, đầm cả ổ gà nấu rồi không mấy giờ ta chục hạt. Dạ. Bò đó đó. Rồi năm nay có ổ lại không? Chưa. Chưa hả? Chưa. Năm nay còn bán được rồi. Sáng cái linh bự vậy mất hồ bán được 40.000 ký. À, tất nhiên là mình còn cá linh còn có giá. Thì mình chưa có bán cá ổ. Dạ. Cá ổ thì lộn lộn ấy thì 10.000 ký, còn cá linh gặt thì được 15.000. Dạ. Cá mình ủ cá linh. Nhớ mình ủ cá mình ủ cá linh với mình ủ cá rô, cá sặc đồ, cá nào ngon hơn ta? Đúng ra là con cá sặc nó ngon, con cá sặc với con cá rô ha. Cá rô thì nó không ngon hơn mà được nó thơm. Dạ. Con cá rô nó thơm dữ lắm. Nó... Dạ. Mà con cá sặc là nó ngon. Ừ, cá sặc thì nó ngon. Dạ. Còn con cá linh á thì thường thường á thì mình ủ nó là con cá linh non. Dạ. Là nó mới ngon. Dạ. Còn cá linh già này á là ủ nó không ngon. Mỡ nó nhiều hay sao? Ừ, mỡ nó nhiều, dầu con mà nấu nó lượt lượt khó khăn. Dạ. Còn mỗi lần con cá rùa biển á. Dạ. Biết cá rùa biển không? Dạ biết. Với con cá rầm á. Dạ. Bà nội tao ủ luôn, ủ ra con đỏ nó ngon lắm ăn. Ngon này ngon bên sông đó chứ, chỉ nó cũng mấy. Thơm hả? Thơm. Dạ. Mà bây giờ cá rùa biển hiếm. Cá rùa biển bây giờ nết. Theo gió giờ mãn mùa không? Nên năm rồi nó có con một con lớn. Vậy hả? Giờ ít. Hồi xưa nhiều chứ giờ cá biển hiếm. Ở ngoài sông lớn của con á, thiệt sâu á thì nó còn dính lê gai. Ừ, lâu lâu mấy vợ trà thì có. Dạ, vợ trà sông lớn rồi á. Ừ. Còn bây giờ trong đồng hình như là không còn nữa. Thì, Tám ăn cái ngán. Hôm nay hai vợ chồng Thái đến nhà của chú Tám thì được chú Tám đẩy một nồi canh chua cá kéo gió lên nghe cô vui chú anh chị, gió càng với cá nướng, mà đặc biệt con cá nướng này nó rất là ngon, thịt xương mềm mập, thịt rất ngọt. Dạ, thì video của hai vợ chồng Thái đến đây cũng xin phép được kết thúc nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý bà con, cô bác mình vào một video tiếp theo nha. Dạ, xin chào.